Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ngày 10 tháng 4, giá vàng nhẫn 4 số 9 thương hiệu Doji và Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm hơn 3,1 triệu đồng một lượng và chạm mốc 78,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng tăng tổng cộng hơn 3 triệu đồng trong 3 ngày qua. Giá vàng miếng SJC cũng tăng hàng triệu đồng trên một lượng so với ngày 9 tháng 4, với giá bán vàng miếng SJC được công ty này niêm yết ở mức 84,4 triệu đồng một lượng, mua vào 82,2 triệu đồng một lượng, chênh nhau lên đến 2 triệu đồng một lượng. Tại công ty PNJ, giá bán vàng miếng SJC cũng tăng lên mức 84,4 triệu đồng một lượng, nhưng giá mua vào thấp hơn công ty SJC 100.000 đồng một lượng, ở mức 82,3 triệu đồng một lượng. Tại các tiệm vàng, giá bán vàng miếng SJC đã bám sát với giá bán tại các công ty lớn, như tại tiệm vàng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 84 triệu đồng một lượng, chỉ thấp hơn 400.000 đồng một lượng so với giá tại công ty SJC, mua vào ở mức 82,6 triệu đồng một lượng. Nếu so với trưa ngày 9 tháng 4, giá vàng miếng SJC tăng thêm 900.000 đồng một lượng, nâng tổng mức tăng của giá vàng miếng SJC 3 ngày qua lên gần 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng xác lập kỷ lục mới. Công ty Doji tăng giá bán vàng nhẫn 4 số 9 lên mức 78,5 triệu đồng một lượng, tăng thêm 3,1 triệu đồng một lượng so với mức giá vào trưa ngày 9 tháng 4 mua vào 76,7 triệu đồng một lượng, tăng thêm 2,8 triệu đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá bán vàng nhẫn 4 số 9 trồng thăng long thêm 3,12 triệu đồng một lượng, giá mua vào tăng thêm 3,18 triệu đồng một lượng. Công ty SJC và PNJ cũng tăng mạnh giá bán vàng nhẫn 4 số 9 thêm 2 triệu đồng một lượng, giá mua vào tăng 1,7 triệu đồng một lượng. Cùng ngày, giá vàng thế giới tăng lên mức 2.356,4 đô la Mỹ một ounce, tương đương 71,39 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng quá nhanh so với đà tăng của thế giới do hiệu ứng tâm lý, người giữ tiền sốt ruột khi giá vàng tăng liên tục. Trong khi đó, cơ quan quản lý vẫn chưa cấp phép cho nhập vàng theo đường chính ngạch. Một số đầu mối nhập vàng cũng e dè hơn bởi việc nhập vàng giá cao đem đến nhiều rủi ro. Người mua cũng được khuyến cáo nên thận trọng, tránh bị đu đỉnh. Chỉ trong vòng một tháng, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 22 và nghị quyết số 44 yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nghị định số 24 về quản lý hoạt động thị trường vàng để phát triển thị trường vàng ổn định, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chưa thấy có động thái chốt sửa nghị định này. Theo các chuyên gia, việc chậm trễ sửa nghị định 24 liên quan đến độc quyền vàng miếng SJC cũng như việc nhập khẩu vàng khiến giá vàng trong nước diễn biến khó lường khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao. Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng nếu Ngân hàng Nhà nước bỏ độc quyền vàng, giá vàng miếng lập tức giảm thêm 10 triệu đồng một lượng. Việc xóa bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC để thị trường vàng trong nước liên thông với thị trường vàng thế giới là điều cần thiết. Khi có nhiều nguồn cung, không loại vàng miếng nào được bảo hộ thì người dân có nhiều loại vàng để chọn lựa. Giá vàng theo đó sẽ ổn định vì không còn tình trạng khan hiếm do độc quyền, ông Hiếu nói. Theo ông Hiếu, hiện chỉ có Ngân hàng Nhà nước được nhập khẩu vàng, do đó nguồn cung vàng trên thị trường không dồi dào nên khi xuất hiện lực mua hoặc bán sẽ làm cho giá tăng giảm đột biến. Giá vàng trong nước đang nhận được cú hích từ căng thẳng địa chính trị trên thế giới, xu hướng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương và nhu cầu của người dân. Vì vậy, khi Ngân hàng Nhà nước chưa có biện pháp can thiệp thị trường thì giá vàng SJC và vàng nhẫn vẫn còn tăng và mức chênh lệch so với giá thế giới vẫn sẽ rất cao. Ông Hiếu cho biết và đề xuất Ngân hàng Nhà nước nên cho một số nhà kinh doanh vàng nhập khẩu để thị trường trong nước liên thông với thế giới, đồng thời kiểm soát việc mua vàng của họ bằng hạn ngạch xuất nhập khẩu trong một năm. Chắc chắn Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc nhiều phương án khác nhau trong sửa đổi nội dung Nghị định 24. Hy vọng sẽ có sự thay đổi để thị trường vàng ổn định, vận hành lành mạnh theo quy luật của thị trường. Sự tồn tại của thị trường vàng minh bạch, được quản lý tốt sẽ khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vàng, tạo điều kiện cho việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực vàng trong nền kinh tế, ông Hiếu nói. Giá vàng thế giới đã tăng dữ dội vào cuối ngày 9 tháng 4 đã lên mức 2.382 đô la Mỹ một ounce trong bối cảnh Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kazakhstan và một số quốc gia Đông Âu thu mua kim loại quý này để tăng thêm dự trữ. Có thể nói, diễn biến xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã khiến rất nhiều dự báo về giá vàng đều không sát thực tế. JP Morgan, một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới, dự đoán trong quý 2 năm 2024, giá vàng sẽ chỉ dao động trong khoảng 1,98 nghìn đô la Mỹ một ounce và chỉ đến cuối năm nay mới vượt mốc 2 nghìn đô la Mỹ.
và sẽ chỉ đạt đỉnh 2,3 nghìn đô la Mỹ một ounce vào năm 2025. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ là đầu quý 2 2024, giá vàng đã vượt ngưỡng 2.380 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng tăng do nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia cao, đặc biệt là tại hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ. Tập đoàn đầu tư Goldman Sachs đã đưa ra thống kê, từ năm 2016 đến 2019, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua 509 tấn kim loại quý, nhưng chỉ riêng trong năm 2022-2023, họ đã mua 1.060 tấn và đà mua vẫn tiếp tục tăng trong năm 2024. Tháng 1 năm 2024, ngân hàng trung ương của ba nước mua nhiều nhất là Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ mua 12 tấn vàng, Trung Quốc 10 tấn và Ấn Độ 9 tấn. Các quốc gia này đang tìm cách giảm tỷ trọng đồng đô la Mỹ và euro trong giỏ dự trữ ngoại hối của họ. Do đó, nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, có thể lên tới 2.600 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trong nước ngày 9 tháng 4 lập kỷ lục bởi giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 2.361 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá. Giá vàng thế giới tương đương 71 triệu đồng một lượng, chưa kể thuế phí. Theo đó, giá vàng SJC, vàng nhẫn cao hơn giá vàng thế giới 14 triệu đồng một lượng và 6 triệu đồng một lượng. Bạn thấy giá vàng hiện tại như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh những thông tin về thị trường vàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết đều đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Trong thời gian qua, sửa nghị định 24, bình ổn thị trường vàng trong nước là vấn đề nóng, được nhiều người quan tâm. Theo chuyên gia, việc đầu tiên cần làm để thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC. Phía Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra đề xuất này và nhận được nhiều sự đồng tình. Chuyên gia tài chính, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC có thể giúp giá vàng trong nước giảm tới vài triệu đồng một lượng. Khi nguồn cung nhiều hơn, các loại vàng được cạnh tranh sòng phẳng, người dân có nhiều sự lựa chọn hơn, giá vàng theo đó sẽ ổn định. Ông nói, đồng quan điểm, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng, giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV nhận định, có 3 việc làm để cởi trói cho thị trường vàng, đó là xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, xóa bỏ độc quyền nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cho phép một số doanh nghiệp nhập khẩu vàng miếng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể được cho phép nhập khẩu vàng. Các doanh nghiệp này phải đáp ứng được điều kiện mà nhà quản lý đặt ra. Ông nói, trước đó, vào tháng 8, 2023, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam đã có văn bản xin giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho 3 doanh nghiệp, bao gồm Doji, SJC và PNJ. Hiệp hội kiến nghị, trước mắt, cho phép 3 doanh nghiệp này được nhập 1,5 tấn vàng một năm, tương đương 500 kg vàng một năm đối với mỗi doanh nghiệp. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam tiết lộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.